Tử vi tuổi Tuất tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, luận giải về vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi bằng cách lập lá số tử vi với thiên bàn, địa bàn và các cung sao căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi giúp chúng ta có những dự đoán được vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc hay thậm chí những tai ương của bản mệnh, từ đó đưa ra những biện pháp hóa giải để thay đổi giúp mọi người được thành công và hạnh phúc. Và trong tiếp chuỗi video luận giải tử vi của từng gia chủ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng luận giải cát hung nạp vận của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch. Đồng thời, cùng nghe những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu xem những gia chủ tuổi Tuất cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới. Vậy làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn kéo đến? Quý vị hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi ngay sau đây. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tuất. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Tuất sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 12, tức ngày 20 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thìn. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và Bính Tuất sinh năm 2006. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 và mệnh chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tuất tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 12, tức ngày 19 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Tuất tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tuất có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này. Một phần lớn là nhờ quý gia chủ đã không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bản mệnh luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc, và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó, vẫn có một số khó khăn sẽ xảy ra đối với bạn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ khó có thể bứt phá trong sự nghiệp trong tháng này. Còn đối với những người tự kinh doanh hoặc doanh nhân tuổi Tuất, bạn không nên cầu thả, phải cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn đối tác, đặc biệt là khi ký thỏa thuận hoặc hợp đồng, để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Thì những gia chủ tuổi Tuất cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời vật phẩm còn hộ thân,
sẽ tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, mặt tài lộc. Tài lộc của người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch có sự trợ giúp rất lớn, đặc biệt là từ những người kinh doanh, buôn bán. Chỉ cần dùng tâm để bán hàng, chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong muốn, thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Mặc dù thu nhập tốt, nhưng chi tiêu cá nhân cũng sẽ tăng nhiều. Vì vậy, bạn nên lập kế hoạch tiêu dùng hợp lý để giữ cho thu nhập và chi tiêu được cân bằng. Những gia chủ tuổi Tuất trong tháng này về vấn đề tài lộc không quá may mắn, khuyên gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch vẫn rất khó khăn. Bạn thậm chí còn mắc thêm nhiều sai lầm nối tiếp nhau, khiến cho tình cảm rạn nứt, đôi bên hiểu lầm, mâu thuẫn sâu sắc. Đường tình trắc trở, đường độc thân khó tìm được một nửa cho riêng mình. Bạn đang đặt mình vào thế khó khi mà đòi hỏi quá nhiều thứ. Hơn nữa, trong tháng này, mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân cũng có dấu hiệu lung lay. Trong khi bạn muốn có chút thời gian để sắp xếp lại công việc, bộn bề để nghỉ ngơi, nạp năng lượng thì dường như mọi người đang mong chờ điều khác. Có thể cái họ muốn là sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, dần, ngọ, tuất. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tuất tháng này rất đáng lưu tâm, bạn rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này. Vì thế, nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, không quên tập luyện thường xuyên. Trong tháng này, người tuổi Tuất cần tránh làm việc quá sức, đặc biệt cần chú ý về não huyết. Bạn cần có một tinh thần lạc quan, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn mới có thể giúp bạn vui vẻ và yêu đời. Để hỗ trợ cho một trường năng lượng tích cực giúp bạn xua tan những vất vả, mệt mỏi, các gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một pháp khí của nhà Phật, không chỉ hiệu quả trong công việc mà còn mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực mà giúp bạn thuận lợi, may mắn trong cuộc sống. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tử vi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Người tuổi Mậu Tuất trong tháng này cần chú ý đến các mối quan hệ xã hội không được như ý, sẽ vướng phải thị phi. Tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít, làm nhiều. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè đồng lứa, năng tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Tuất cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Vận trình của người tuổi Canh Tuất trong tháng 12 này khá ổn định, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần giữ thái độ khiêm tốn, có ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Người tuổi Canh Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giáp khai vận, dần, ngọ, tuất, tăng thêm vận khí cho bản mệnh, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tuổi Tuất sinh năm 1982 trong tháng 12 âm lịch, vận khí khá tốt. Chỉ cần tuân theo những kế hoạch đã định ra từ trước thì có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy nhớ câu, cần cù, bù thông minh. Dù gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng đừng nghĩ ngay tới việc nhờ cậy người khác mà cần phải có ý thức tự giác, dựa vào chính sức mình. Ngoài ra, trong tháng có quý nhân phù trợ,
chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều, đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo, cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo là vật phẩm còn có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả. Thứ tư, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Những người tuổi Tuất sinh năm 1994 trong tháng 12 này, vận trình nửa đầu khá ổn định. Sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình. Đồng thời, nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên sẽ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Để chuyện tình duyên được thuận lợi, hòa hợp vợ chồng, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Giáp Tuất sử dụng vòng tam giáp khai vận Tị, Dậu, Sửu đã được khai quang, trì chú để đem lại may mắn. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Tuất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp anh chị và các bạn trong những video lần sau.